Chào tất cả anh em, mình là Tài Ba Độ. Hôm nay mình làm clip review chiếc CBR250RR độ cực khủng anh em nhé. Thì con này lên vành sau 5.5 này, cặp lốp Ferrari. Lốp này lốp 180 anh em nhìn, siêu to khổng lồ luôn. Con này thì mình đã lên clip bán xe rồi và con này cũng bán rồi. Trước đó là màu bạc cơ và đổi sang là màu trắng tất, vành sơn trắng và lên dàn áo trắng luôn anh em nhé. Và con này vừa được lên Kebo Akamovic, hàng riu nữa, ốp carbon. Bây giờ mình sẽ đầy lổ của nó nhé. À đây, phải bật công tắc đây nữa. Bật đầy công tắc, tắt đây. Đầy lổ từ xa anh đó. Anh em nghe thử tiếng bô nhé. Con này được lên chống đổ và đèn trợ sáng U7. Đèn trợ sáng này thì nó có mặt cắt anh em ạ, nên là đi sẽ không chói người đi ngược đi chiều với mình. Đèn đề mi, đề mi nhấp nháy chỉ bằng điện thoại em nhé. Ốp góc của BMW. Bộ số gảy em này, rất là đẹp. Camera hành trình nữa em nhé. Đây, màn hình này, màn hình trong này, cam ở trước.